Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Mimi Official. Mình vừa mới khám phá ra được một sản phẩm siêu xịn luôn. Xịn đến cái mức mà lần đầu tiên sử dụng mình phải liên tục thốt lên rằng trời ơi, thích quá, trời ơi, xịn quá, trời ơi, tiện quá đi. Tại sao tới bây giờ mình mới mua cái sản phẩm này ta? Cho nên là dù mới trải nghiệm cái sản phẩm này được một tuần thôi, nhưng mà mình nghĩ như vậy đã quá đủ để mình làm cái tập này để review và giới thiệu đến các bạn rồi. Thì đó chính là chiếc máy uống sóng Nano Ion Âm Helio Instacur Premium. Cho nên là trong video này mình sẽ so sánh cái chiếc máy uống tóc này với những cái chiếc máy uống mà mình đã sử dụng trước đây, để cho các bạn hiểu rằng tại sao mình lại mê cái em này đến như vậy nha. Mình là một cô gái không hề khéo tay chút nào hết. Kiểu như make up thì còn ổn ổn nha mọi người, nhưng mà làm tóc á là thật sự mình thua luôn á. Ngay cả cái chuyện mà tự thắt bím cho bản thân mình cũng không làm được nữa. Kiểu như mà mình không thấy đường là mình sẽ không làm được đâu. Và mỗi ngày mà mình đi tập thể thao á thì mình đều phải nhờ một người bạn đồng nghiệp của mình thắt tóc cho mình mỗi ngày luôn thì mình mới có thể đi được. Chính vì vậy á thì dù mình biết là có nhiều kiểu tóc á kiểu rất là xinh và cũng dễ làm thôi, nhưng mà đối với bản thân mình á thì mình thua, mình không thể nào làm được. Và cái cách duy nhất mà mình giúp cho cái mái tóc của mình nó đỡ nhàm chán và nhìn nó đỡ bị sơ sát á mọi người, đó chính là mình sẽ bấm phông cái chân tóc, xong rồi mình sẽ dùng cái máy uống giả để mình uống cái phần đuôi. Chính vì vậy á thì mình cũng có mua một vài chiếc máy về nhà để mình xem thử là chiếc máy nào nó tốt, nó tiện dụng, nó làm nhanh cũng như là nó giữ được cái nếp tóc đẹp nhất thì mình sẽ sử dụng mỗi ngày. Và sau đây á là những chiếc máy mà mình đã từng mua. Đầu tiên là một chiếc lược cuốn điện. Cái này thì mình mua rẻ lắm, hình như chỉ tầm 200 ngàn thôi. Nhưng mà về mình không xài được luôn ấy, tại vì tóc mình dài, cho nên mỗi lần mà mình cuốn vô là nó rối tung lên và mình đã phải ngồi gỡ hết cả nửa tiếng, rất là sợ và mình không dám dùng nữa. Tiếp theo thì mình đã chọn một chiếc máy uống tóc tự động và mình khá là ưng cái chiếc máy này. Thì em này có tên là Babyliss Pro. Thì mình mua cái em này và mình đã sử dụng được khoảng 4-5 năm rồi. Và tại cái thời điểm mình mua thì em này có giá là 2,5 triệu, khá là mắc ở cái thời điểm đó luôn á mọi người. Nhưng mà mua về thì mình rất là hài lòng luôn, tại vì em này kiểu uống tóc tự động á. Đây, mình chỉ cần lấy một cái lọn tóc như này ha, xong rồi mình kẹp vô thì nó sẽ tự động hút hết cái phần đuôi này nè vô trong cái máy này, và nó làm nóng lên, nó uống ở trong đó. Và khi nào mà nó kêu tít 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 á thì mình biết là xong rồi, thì mình nhả ra thôi. Nói chung là em ấy sẽ tự động làm hết mọi thứ luôn, mình không phải làm gì hết á, cho nên mình cảm thấy nó rất là tiện và rất là phù hợp cho một cái đứa kiểu như vụng về như mình luôn á. Nhưng mà xã hội ngày càng phát triển và sau này mình mới nhận ra là em này chỉ uống tự động thôi thì không có đủ, tại vì em ấy không hề được tích hợp bất kỳ một cái công nghệ nào hết. Cho nên khi mà uống thì mình cảm thấy tóc mình nó khá là khô và kiểu mà khói nó bốc lên nghi ngút á. Mình rất là sợ, tại vì tóc mình nó kiểu khá là yếu và mỏng á mọi người. Cho nên là em này thì mình không có dám sử dụng hàng ngày đâu, mà khi nào kiểu đi đâu, đi chơi, đi đâu quan trọng á thì mình mới dùng cái em này thôi. Và mình không hiểu tại sao nha, 3 tháng đổ lại đây thì em này bắt đầu xảy ra vấn đề là chắc là em ấy đã già á mọi người, và kiểu sắp hư hay sao á, mà kiểu như đang kẹp giữa chân đúng không, đang cuốn vô cái tự nhiên mới đơ ra, không cuốn nữa cũng không kêu không gì luôn, như bị đơ ra luôn á. Xong rồi mình phải rút điện ra, xong rồi mình cắm vô lại và mình đợi nó nóng lại thì mình mới tiếp tục sử dụng được. Và sau đó thì ví dụ như đang kẹp như này nhưng mà có một cái cọng tóc nó bị lệch ra ngoài, hoặc là nó hơi rối, nó không có được quá mướt á, thì em ấy sẽ kéo cái cọng tóc đó căng và thậm chí là đứt ra luôn, rất là đau, thì em ấy mới có thể tiếp tục cuốn tiếp được, và làm mình cảm thấy rất là sợ nữa. Chính vì vậy khi mà mình nghe tin cái chiếc máy Dyson Airwrap á, cái máy mà vừa sấy vừa tạo kiểu á mọi người, đã có mặt ở Việt Nam á, thì mình cũng ra mình trải nghiệm và mình mua cái máy về luôn. Khi mua thì mình nghĩ rất là đơn giản, tại vì chiếc máy này nó vừa làm xoăn được, vừa mượn sức gió để thay cho nhiệt độ cao. Như vậy thì khi tạo kiểu nó sẽ bảo vệ được cho tóc của mình, và mình hoàn toàn có thể tha hồ uống tóc mỗi ngày luôn. Mình công nhận là chiếc Dyson Airwrap này uống siêu đẹp, nhưng mà nó làm mình rất là mất thời gian ở cái khâu gội đầu. Do thường là mình sẽ gội đầu vào buổi tối và tạo kiểu vào buổi sáng, nhưng mà khi sử dụng cái chiếc Airwrap này thì mình phải dậy rất là sớm để mình gội đầu, xong sau đó thì mình mới có thể tạo kiểu được. Vả lại là do em này không có dùng nhiệt độ cao, cho nên là tóc của mình nó có khả năng sẽ bị duỗi thẳng ra lại sau chỉ hơn 1 tiếng thôi. Và để mình có thể cố định được cái kiểu tóc mà nó tạo ra thì mình phải xịt rất là nhiều keo luôn ấy. Nhưng mà nó chỉ giữ được khoảng gần 1 ngày thôi nha mọi người, chưa đến 1 ngày đâu, và càng về sau thì kiểu nó càng bị rã ra, thì nhìn nó cũng không có còn đẹp như lúc đầu nữa. Và có một điều mình ghét cực kỳ là vì mình xịt quá nhiều keo cho nên là tóc mình nó sẽ kiểu nó rất là đơ, nó cứng ngắc luôn, và nó rất là dễ bị rối nữa. Nói chung là nó nặng đầu và khó chịu cực kỳ. Và thế là mình lại được tư vấn mua thêm chiếc Dyson Corel này. Thì em này là máy duỗi nhưng mà có thể sử dụng để uống được, và em này sử dụng nhiệt độ cao, cho nên là mình công nhận là cái nếp tóc của em này nó sẽ giữ lâu hơn là cái em Dyson Airwrap. Thì sử dụng rất là đơn giản thôi mọi người. Nói chung là mình sẽ kẹp tóc vô đây ha, xong rồi mình sẽ xoắn nửa vòng. Thì có thể là cho nó cong ra hoặc là cụp vô thì tùy mọi người ha. Sau đó thì mình cứ từ từ mình đều tay
mình kéo cho đến khi mà nó đi hết tóc á, thì khi mà mình nhả ra á, thì tóc nó sẽ xoăn giống như là mình dùng máy uốn vậy đó. Thì em này giữ được lâu hơn, nhưng mà mình lại gặp một cái vấn đề như sau. Đó là bên tay thuận của mình, bên tay phải á, thì mình uốn nó rất là đẹp, nó rất là đều. Nhưng mà khi mà mình uốn bên trái á, mọi người, thì kiểu như nó hơi nghịch tay á. Thành ra là có thể là mình đi máy nó không đều, thành ra là tóc nó cứ bị gãy. Cái lọn của nó không có tròn, mà nó cứ bị gãy 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 gãy. Có thể là khi mình đi nó bị khực 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 á. Và mình cũng không có thể kiểm soát được cái lực tay nó đều cho tất cả các lọn tóc, lúc nhanh lúc chậm. Cho nên là sẽ có những lọn nó bị nhả ra sớm hơn, và có những lọn nó giữ được lâu hơn. Thì nói chung là mình rất là buồn, tại vì mỗi chiếc máy Dyson này á là mình trả khoảng 13 triệu rưỡi cho một em máy như thế này. Nhưng mà nó cũng gọi là nó không hoàn toàn là mình hài lòng được 100% đó mọi người. Thì mình quyết định đó là mình sẽ mua lại một chiếc máy uốn tự động để mà mình thay thế cho cái em máy sắp hư của mình. Tại vì sau khi mà sử dụng tất cả mọi thứ á, thì mình cảm thấy là cái chiếc máy uốn tự động đó, nó vẫn tiện lợi cho mình nhất, và mình cũng không có cần phải lo lắng về cái việc là mình có kỹ năng làm tóc hay không. Và đứng giữa một loạt những cái thương hiệu và những cái giá cả khác nhau á, thì mình quyết định là mình sẽ chọn một cái thương hiệu mà mình cảm thấy nó uy tín nhất. Tại vì trước đây á, thì mình có sử dụng rất là nhiều sản phẩm của Halio rồi, và mình cảm thấy rất là hài lòng luôn, chưa có chơi được một sản phẩm nào hết. Cho nên lần này mình sẽ tiếp tục mình chọn cái em Halio này. Vả lại á, khi mà mình nhìn nó thì mình thấy là ôi, chiếc máy này màu tím rất là xinh luôn, và hãng cũng vừa mới cho ra mắt em này nữa. Kiểu như năm nay đang hot trend màu tím á mọi người. iPhone thì cũng là màu tím, thành ra nhìn cái em này là kiểu mình rất là mê và mình đã chọn cái em này luôn, cũng không có suy nghĩ quá nhiều đâu. Nhưng mà khi mua thì mình cũng có xem review nha, thì mình thấy mọi người làm rất là dễ. Nhưng mà khi mà mình nhìn chiếc máy thì mình cũng có hơi lo. Tại kiểu như em máy hình trụ dài dài á, thì nó giống những cái chiếc máy uốn mà hồi xưa mà tụi mình hay dùng. Hoặc là những chiếc máy mà bây giờ các bạn ra những cái tiệm uốn tóc á, người ta vẫn dùng có cái cây kim loại mà dài dài đó. Thì chiếc máy này mình thấy giống vậy. Cho nên mình thấy hơi sợ, tại vì cái cây đó mình dùng không có được nha. Mình dùng nó không uốn được luôn, và nó kiểu nó cũng không giữ nếp được luôn. Và mình đụng vô mình chuyên gia bị phỏng tay. Cho nên là mình rất là sợ. Nhưng mà ai dè đâu, ngay cái lần đầu tiên sử dụng em này thì mình đã kiểu rất là ngạc nhiên, tại vì em này nhìn vậy chứ siêu siêu dễ dùng luôn. Đây nha, chỉ cần cắm điện vô, xong rồi mình sẽ ấn và giữ cái nút nguồn đến khi mà máy sáng lên. Và rồi thì mình sẽ chọn cái nhiệt độ ở cái nút trên này. Thì sẽ có 3 nấc nhiệt độ cho mình lựa chọn là 170, 190 và 210 độ. Thì thường mình sẽ chọn cái mức giữa là 190 độ nha mọi người. Sau đó thì máy sẽ nóng rất là nhanh thôi, cho nên là chúng ta cũng không có bị mất thời gian chờ đợi lâu đâu. Bây giờ thì mình sẽ chải tóc bằng lược gỡ rối. Chiếc lược này màu tím giống máy, xinh xỉu luôn ấy. Cho nên là khi mua máy mình đã mua kèm luôn cái lược này cho đủ bộ. Rồi bây giờ thì máy đã nóng rồi. Mình sẽ lấy một lọn tóc và mình sẽ bỏ vào cái khe ở chính giữa trên cái phần đầu máy nè mọi người. Đó, mình bỏ vô đây. Xong rồi sau đó thì mình chỉ cần ấn nút thôi. Thì sẽ có hai cái nút là mũi tên bên trái và bên phải, mình sẽ ấn và giữ cái nút đó ha. Thì uống bên nào thì mình sẽ ấn bên đó. Thì bây giờ mình sẽ ấn cái mũi tên bên phải. Đó, thì tóc của mình nó sẽ được tự động cuốn vô. Nó cuốn vô rất là gọn gàng luôn ấy. Sau khi nghe 4 tiếng tít là đã hoàn thành rồi, và mình có thể dừng lại và lấy tóc của mình ra. Đây mọi người nhìn nè. Trời ơi, nó xoăn rất là đẹp và rất là đều luôn ấy. Thì tại sao mà mình lại mê nó đến vậy? Là do tóc của mình khi mà được cuộn vào á, thì nó cực kỳ mượt mà và trơn tru luôn. Không bao giờ có chuyện là tóc bị kẹt hay là rối khi mà dùng luôn ấy. Còn lỡ mà không may có một vài cọng nó bị bung ra, thì khi mà máy xoay á, nó cũng sẽ nhẹ nhàng cuốn những cái cọng đó vào lại. Nói chung á, là nó làm cho mình cảm thấy cái việc uốn tóc của mình nó cực kỳ nhẹ nhàng và yên tâm luôn. Do là tóc cuốn vào mượt mà cho nên là uốn rất là nhanh. Tóc mình tuy dài nhưng là ít cho nên là mình làm rất là nhanh. Nói chung là chưa tới 10 phút là mình đã có tóc đẹp để đi chơi rồi. Còn với cái chiếc máy cũ của mình á, nếu như mà nó chưa cuốn được hết tóc vô và nó chưa có chạy được mượt thì nó sẽ cứ giữ tóc của bạn trong đó hoài luôn. Nó xoay mãi một hồi xong rồi mới bắt đầu uốn á, cho nên là uốn rất là lâu và mình ngồi chờ cực kỳ sốt ruột. Cho nên thật sự khi mà mình dùng qua cái chiếc máy Halio này á, thì mình chưa bao giờ cảm thấy cái việc uốn tóc nó nhanh và nó dễ dàng đến vậy luôn ấy. Và thêm một cái điểm cộng lớn nữa là khi mà dùng chiếc máy này thì các bạn đừng lo bị phỏng tay nha. Không thể nào mà phỏng được luôn ấy. Tại vì cái phía đỉnh máy và xung quanh của thanh uốn á, đều đã có một hàng rào bảo vệ là cái ngạnh gỡ rối làm bằng nhựa PC rồi. Cái phần này thì sẽ không có nóng đâu. Cho nên là dù các bạn có lỡ tay chạm vào máy á, thì cũng không thể nào bị phỏng tay được đâu.
Ngoài việc uốn tóc một cách tự động và dễ dàng ra á, thì các bạn cũng hãy yên tâm khi mà sử dụng cái em máy này mỗi ngày nha. Tại vì em này có một cái ưu điểm nổi bật á, đó chính là cái chất liệu gốm phủ Tourmaline và bốn cổng sản sinh ion âm trên cái trục cuốn. Đây chính là cái bộ phận quan trọng nhất của sản phẩm, giúp sản sinh ion âm gấp 18 lần so với các loại máy thông thường. Qua đó thì tóc nó sẽ tạo được kiểu nhưng mà vẫn bóng mượt, bồng bềnh, khỏe đẹp ngay sau khi sử dụng và trong thời gian dài luôn. À, nếu để máy quá 30 phút mà không sử dụng thì máy cũng sẽ tự động tắt luôn, cực kỳ an toàn cho các nàng hay quên và các nàng hay trẻ làm như mình. Nói chung mà chiếc máy này nó xứng đáng với điểm 10, mình không thể nào tìm ra bất kỳ một cái lỗi nào để mà chê em máy luôn ấy. Năm nay thì mình có dự định là sẽ ăn Tết ở nước ngoài, cho nên hiện tại mình đang rất là háo hức cũng như là mình đang chuẩn bị rất là kỹ cho chuyến đi này. Về make up và làm tóc thì mình muốn nó phải thật là nhanh, nhưng mà hoàn toàn có thể giữ được đến cuối ngày để mình có thể tự tin chụp ảnh và cảm thấy lúc nào mình cũng xinh đẹp, dù là ở đó thì mình sẽ không có được nhiều thiết bị cũng như là cái sự tiện nghi như khi mình ở nhà. Cho nên mình cảm thấy rất là vui khi mà mình tìm được cái em Helio Instacure này, kiểu như là tìm được chân ái luôn á mọi người, thì chắc chắn đây sẽ là một cái trợ thủ đắc lực của mình trong chuyến đi đó. Thì mình biết là những cái chiếc máy uốn tự động có kiểu dáng như thế này thì cũng đã xuất hiện ngoài thị trường được một thời gian rồi. Nhưng mà thú thật với các bạn, đây là lần đầu tiên mà mình trải nghiệm em này thật. Tại vì mình có cũng kha khá chiếc máy uốn tóc rồi, và chiếc nào cũng có giá thành cao cả và vẫn đang sử dụng tốt. Cho nên là thật sự thì mình cũng chưa có cái nhu cầu mà mình tìm thêm những chiếc máy khác. Nhưng mà cũng rất là may là do cái chiếc máy uốn tự động của mình nó đang có dấu hiệu bị hư, cho nên mình mới có cơ hội để tìm và trải nghiệm một cái em sản phẩm cực kỳ xịn sò như thế này. Kiểu như lần đầu trải nghiệm cái chiếc máy uốn tự động công nghệ mới mà lại xài chúng đồ xịn nữa mọi người, cho nên mình cảm thấy rất là vui và rất là hào hứng luôn ấy. Mình nghĩ là các bạn cũng có thể cảm nhận được cái nguồn năng lượng đó của mình qua cái tập này đúng không? Thì nếu như bạn nào đang muốn tìm cho mình một chiếc máy uốn tự động, nó vừa nhanh nè, vừa dễ nè, vừa đẹp, vừa an toàn và còn nó bảo vệ được tóc của mình nữa, thì các bạn không cần phải tìm đâu xa nữa đâu, tại vì chân ái của các bạn nó cũng nằm ngay đây rồi. Thì hãy cùng mình trải nghiệm chiếc máy này ha. Mình sẽ để cái link nơi mà mình mua hàng ở dưới phần miêu tả, thì trong đó sẽ có giá nè, cũng như là có cái thông tin chi tiết về cái sản phẩm này. Thì các bạn cứ vào đó tham khảo, tại vì mình thấy cái giá này nó cực kỳ hợp lý luôn và nó phù hợp cho tất cả mọi người nữa. Thì nói chung là video cũng đã dài rồi, cho nên là mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.